hello xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát à, và hôm nay tôi sẽ phân tích à, cái mã cổ phiếu là N L đó là Nam Long Group các bạn à, có công ty là bất động sản theo cái lời đề nghị của một bạn gái à, mới vào cái room à, chat à, chém gió à, cũng đề nghị à, à, phân tích à, à, nam long các bạn mời các bạn đón xem à, nhân tiện đây thì có một số các bạn có hỏi mình cái mẫu uh, uh, nam long này các bạn ha uh, mẫu uh, cái mẫu về phân tích báo cáo tài chính uh, thì mình sẽ trả lời cho các bạn là các bạn thấy uh, đây bạn thấy cái chỗ uh, ở đây không nó có một cái uh, là file an các bạn ha một cái add on nằm trên excel chương trình của mình là excel nha các bạn excel thì file an ở đây thì chúng ta phải cài cái file an này và chúng ta phải có user và cái bảng mình mua cái bảng mình được cấp đây là professional các bạn thí dụ như chúng ta thấy ở đây nó có các cái biểu mẫu của file an các bạn ha bấm vào đây thì nó có mấy cái biểu mẫu của cái công ty file an cung cấp cho các bạn thì thí dụ như các bạn có thể tính xem những cái giao dịch thống kê giao dịch hoặc là thống kê dữ liệu cung và cầu số lượng lệnh cũng như là các cái lệnh số lượng lệnh và cái lệnh đó là bao nhiêu các bạn thì chúng ta tính để chúng ta biết các bạn ví dụ như ma trận tương quan ma trận tương quan correlation các bạn hoặc là chúng ta có thể tính beta các bạn tính beta mco À, rất là nhiều trong đây ha các bạn. À, ngoài ra thì nếu bạn muốn mua dịch vụ thì các bạn có thể à, vô đây ha, các bạn à, mua dịch vụ, à. mua dịch vụ ở đây thì chúng ta thấy là à, chúng ta phải à, à, vô cái bảng mua dịch vụ, chọn. À. thì ở đây à, nó có hai bảng, một bảng là à, silver, một bảng là gold. À. thì cái bảng à, cao hơn thì platinum thì các bạn phải liên hệ. thì cái bảng à, à, các bạn silver với bạn gold thì các bạn nó có những cái tính năng ở đây. À chỉ nó chỉ có khác nhau là cái cung cấp cái user thôi. Ví dụ bạn mua 5, 5 cái user thì à, à bạn mua 1 năm như vậy hết 35 triệu. À, bạn. Còn nếu mà bạn mua 1 năm thì nó hết 59 triệu cho cái uh, 10 người dùng. À còn 5 người dùng thì bạn phải mua 35 triệu. À, à ok. Như vậy thì à À, đó là cái phần mà à, tôi nói qua cho các bạn thì à, đây à, là một cái add on à, lấy dữ liệu trực tiếp các bạn thí dụ như chúng ta thấy à, ta, đã, ta đánh cái dữ liệu ở đây là thí dụ như à, bạn à, có thể à, đánh dữ liệu bất kỳ ví à, dụ như bạn muốn là vinamilk à, chẳng hạn thì bạn chỉ cần gõ vô thì cái dữ liệu này tự động nhảy các bạn thấy tự động nhảy đó. tự động nhảy có nghĩa là à, những cái số liệu này là on online Đấy, các bạn real time luôn, chạy real time các bạn. À. Như vậy thì chúng ta thấy à, ở đây chứ không phải là cái dữ liệu mà tôi nhập các bạn. À. À. Nam Long Group. À. Nhân tiện đây thì có một số bạn hỏi, thì mình trả lời là như vậy. À. Thì à, bây giờ mình chuyển qua cái à, à, phân tích sơ à, lược về báo cáo tài chính của Nam Long Group. Thì à, ở đây à, gồm có 8 năm, mình lấy 8 năm thôi. À, thì các bạn thấy rằng là cái à, những cái thời kỳ mà À, Nam Long Group đầu tư và chưa khai thác là những cái thời kỳ các bạn thấy à, cái à, cái à, IBS của nó rất thấp rồi, IBS à, của nó rất thấp à, Trong 2 năm gần đây thì à, chúng ta thấy Nam Long đã có cái sự à, tăng trưởng về à, à, doanh thu cũng như là lợi nhuận à, Thì chúng ta thấy có cái sự trở lại à, của IBS, à, các bạn, à, của IBS thì à, chúng ta thấy là à, cái tầm cao 2009 thì nó đạt EPS của nó là 6 là các bạn. Nó khá là cao ha. Hiện giờ thì nó chỉ có 2.5, 2.4 thôi. À năm ngoái thôi, còn năm nay thì chúng ta chưa biết. À về tăng trưởng các bạn ha. Về tăng trưởng lợi nhuận thì chúng ta thấy à năm vừa rồi nó đã à, tăng đến 100% trăm à, hơn 100%. Lợi nhuận thì nó cũng đã tăng à 67%. À, trước đó thì à, cái lợi nhuận trong năm 2015 à, thì nó đã tăng à, khá là mạnh rồi à, các bạn à, Như vậy thì chúng ta thấy à, công ty cũng là một công ty mà đang trên đà à, phát triển trở lại các bạn à, Thì cái hoạt động như là về tài chính thì chúng ta thấy cái, à, cái dòng tiền của nó à, Dòng tiền của nó đang có cái âm có nghĩa là thì nó vẫn còn có cái chuyện mà đầu tư các bạn Đầu tư đó, đầu tư vào à, tiếp tục đầu tư, bạn, ha. À, và cái thanh toán nhanh của nó à, à, có lẽ cái đặc thù đặc thù của cái công ty này có lẽ là những công ty xây dựng thôi, xây dựng à, cái cái đặc thù thanh toán nhanh của nó nó không có cao, các bạn. mà tuy nhiên thì cả nếu mà ở mức này thì cũng là được, à, thì cái vòng quay hàng tồn kho của nó là khá là chậm, các bạn, khá là chậm chắc có lẽ là cái đặc thù của cái những cái công ty kinh doanh bất động sản đầu tư ha đầu tư bất động sản này yeah, thì nó là như vậy rồi chúng ta thấy hàng tồn hàng tồn kho rồi đến bây giờ là vòng quay của hàng phải thu à, phải thu thì hiện tại thì nó cũng là cỡ gần 3 tháng các bạn à, cái năm trước thì dạng như là khó về thu đúng phải khó lắm bạn à, mấy tháng trời thì chúng ta thấy những phải chi thì chúng ta phải chi những cái nhanh, phải trả thì cũng phải nhanh. để đặc thù của những cái 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 ngành nghề đối với những cái con số này thì chúng ta thấy nó cũng so với những ngành nghề những cái doanh nghiệp cùng ngành thì nó cũng đạt cái giá trị vừa phải thôi chứ không phải là nhanh lắm mà vừa phải. À, trong cái đó ROA thì à, à, có một cái vòng quay cũng khá là tích cực nhỉ? trong đó thì các bạn thấy à, cái à, cái à, cái doanh thu trên tổng tài sản đã tăng lên các bạn thấy không về chất lượng các bạn phân tích ra thì cái doanh thu đóng góp trong cái chuyện mà tăng vòng quay tài sản của bạn ấy. thì nó tăng lên thì à, thì cái vòng quay của tài sản là doanh thu trên cái à, trên tổng tài sản thì các bạn thấy nó đã tăng lên nó à, tăng lên đó, các bạn và cái lợi nhuận thì nó cũng à, trên cái đà nó không bằng à, những năm ngoái nhưng nó cũng ở cái mức cũng gọi là à, cao các bạn cũng gọi là khá khá thôi chứ không cao lắm khá khá trong cái à, trong cái 8 năm vừa qua à. À, như vậy thì trong cái hai cái tỷ doanh cái tỷ này tỷ số này nó cũng đều có cái cái sức tăng. À, tuy nhiên thì trong năm 2016 vừa rồi thì cái cái sức mà tăng cái doanh thu à, nó mạnh hơn, à, nó kéo theo cái ROA, ROA của chúng ta tăng, chứ còn thí dụ như chúng ta thấy cái về cái biên lợi nhuận thì chúng ta thấy là à, nó không cao các bạn ha. Về sử dụng đồng bảy tài chính thì à, chúng ta thấy nó ổn định ở mức à, 2 các bạn ha, ổn định ở mức 2. Có nghĩa là các bạn thấy À, à, b bảy tài chính thì thằng này Nó trong 8 năm rồi thì nó ổn định Ở cái mức đó không? Chứ không có mượn thêm Hoặc là không có xa lầy vào những cái, à, cái chuyện mượn nợ ROE thì các bạn thấy Nó ở cái tầm 10 à, à, 11 trở lại Thì những cái tầm đó là cái tầm cũng là khá cao rồi đó là lợi nhuận à, kiếm được Trên à, Nguồn vốn chủ sủ thì nó vậy là khá các bạn. Là khá rồi à, Đạt khá trong những cái năm à, Đỉnh cao của nó các bạn rồi những năm này thì mình không nói ha. thì về cơ cấu tài sản thì hiện nay thì cơ cấu tài sản nó được chuyển hoàn toàn qua cái về phần ngắn hạn các bạn. À, về phần phấn ngắn hạn à, tức là những cái đầu tư dài hạn thì nó đã chuyển qua những cái ngắn hạn các bạn. À, có khả năng là chúng ta đầu tư dài hạn Giống như là những cái dự án đầu đầu tư về xây dựng dở gian hay là những gì đó giờ nó chuyển qua hàng tồn kho thì nó sẽ chuyển qua cái cái mà chuyển thành tiền nhanh hơn Ví dụ như vậy các bạn thì chúng ta sẽ sẽ xem cái cái chỗ mà tài sản ngắn hạn này nó sẽ chuyển qua doanh thu hoặc là nó chuyển qua tiền nhanh hơn à, thì chính vì vậy á chính vì vậy thì chúng ta thấy à, cái nam long là à, trong một cái thời kỳ đang à, gọi là à, khai thác được những cái gì mà đầu tư của những năm trước, à, cái giai đoạn đó các bạn ha. là trong hai năm gần đây các bạn, hai năm gần đây năm ngoái và năm nay thì khả năng là à, Nam Long đang đang có cái cái doanh thu à, và lợi nhuận khá à, như là cao điểm trong cái vấn đề đầu tư các bạn, cái điểm rơi của nó bán hàng à, là trong năm ngoái và năm nay à. nợ phải trả à, nợ phải trả trên tổng nguồn vốn thì nó cũng cỡ 49 50 phần trăm các bạn thấy nó nó cái nợ này nó nó được được cơ cấu trên cái tổng nguồn vốn thì khá là ổn định rồi các bạn thì chính vì vậy thì à, nguồn vốn với với à, tổng với tổng nguồn vốn ha, nguồn vốn chủ sở với tổng nguồn vốn thì nó ổn định ở mức 50%. À, thì cái những cái tài chính thì những cái tỷ số à, về phát sản tài chính thì chúng ta cũng cũng chưa à, cũng khá là tốt do chúng ta cái đòn cân nợ của chúng ta đòn bảy tài chính đòn cân nợ cũng như đòn bảy tài chính thì nó cũng không đạt ở cái mức báo động các bạn và cái so với cái thu nhập của doanh nghiệp bạn ha mặc dù có những cái có những năm rất là tạ có những cái năm rất là tạ tuy nhiên thì nó cũng chưa rơi vào cái gọi là cái tài chính khủng hoảng, khủng hoảng về cái tài chính trong doanh nghiệp đó, các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy à, cái doanh nghiệp này nó đã kiểm soát về vấn đề à, à, nợ, không? nợ cũng như là vay nợ à, à, khá là tốt, hoặc là sử dụng cái đồng bài tài chính của nó cũng à, không bị quá đà, các bạn. Không bị bèn si, à, Chúng ta chuyển qua à, cái đầu tiên đó là chúng ta xem bản báo cáo tài chính kết quả à, kinh doanh thì ở đây chúng ta thấy có một cái sự tăng lên khá rõ nét ở đây à, gấp đôi luôn các bạn à, về doanh thu à, và chúng ta thấy là cái lợi nhuận à, à, gộp nó cũng đã tăng lên cũng gấp đôi như vậy thì cái về cái hiệu suất về cái hiệu suất ở đây là cái hiệu suất thực sự các bạn à, thực sự và nó nó đã à, à, không làm cái giá vốn hàng bán của nó, nó ổn định có thể là nó bị cố định và cái sự bán ở đây có khả năng là doanh thu của nó không phải tăng lên do giảm giá hàng bán các bạn bà hiểu cái ý trong đây không thí dụ như các bạn thấy rằng là trong năm ngoái nếu năm ngoái mà chúng ta đưa cái doanh thu cao lên gấp đôi mà cái lợi nhuận thì mà lại như cũ hoặc là cao hơn một chút xíu thì tất nhiên chúng ta đang giảm giá hàng bán để chúng ta đưa cái doanh thu lên mà lợi nhuận nó không cao các à, bạn hiểu cái ý nghĩa chỗ này thì chính ra thì chúng ta thấy là à, nếu mà về tỷ lệ thì chúng ta thấy tăng lên gấp đôi và lợi nhuận thì chúng ta tăng lên gấp đôi thì chứng tỏ thằng này bán hàng không bị giảm giá đúng không bạn ok đó là một cái ý nhỏ ha, trong cái à, trong cái nhìn trong cái chuyện mà à, à, báo cáo tài chính này à. rồi cái thứ hai thì cái chi phí À, bán hàng à, chi phí bán hàng được tăng lên ông tăng rất mạnh các bạn tăng năm trước thì tăng à, 40 à, 40 tỷ năm sau thì tăng lên à, 70 tỷ chứng tỏ là không sao các bạn à, những cái hoạt động kinh doanh của nó đang 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 tốt lên nghĩa là chúng ta phải cần kê có những hê hồng có chi phí để mà à, bán hàng tốt hơn đúng, các bạn như vậy là một cái à, thời kỳ các bạn thời kỳ À, bùng nổ à, bán hàng đối với Nam Long à, các bạn thấy không từ năm 2009 thì à, nó chỉ có doanh thu là 630 tỷ thôi năm nay chúng ta thấy lên 2.000 income à, 4 lần các bạn đúng rồi 8, 4. lần các bạn nó khủng khiếp các bạn không trong đó thí dụ như chi phí quản lý doanh nghiệp thì nó chỉ tăng lên à, các bạn thấy là gấp à, gần 3 lần gần 3 lần thì yeah nó ổn định từ năm ngoái năm nay như vậy thì về chi phí doanh nghiệp về cái à, cái, cái cái, quản lý à, quản lý trong cái khâu à, mà sản xuất của nó thì các bạn thấy là hoạt động công ty trong hoạt động công ty thì chúng ta thấy nó ổn định không có bị tăng lên à, mạng lưới đồ này nọ thì cái cái phần mà chi phí nó đẩy qua chi phí bán hàng thôi à, ví dụ như là cấp thêm hoa hồng hay gì đó thì có lẽ đây là một cái chiến lược À, mà à, khá là tốt về kinh doanh à, ở đây ha mình đánh giá là như vậy thì chính vì vậy à, trong cái đó thì năm năm vừa rồi nó đã tăng lên à, 140 tỷ ha à, trăm lên 140 tỷ mặc dù cái tỷ lệ này nó không có được à, giống như ở trên đây tăng 100% trăm phần trăm một trăm phần trăm thí dụ nếu một trăm phần trăm thì nó phải 400 tỷ à, tuy nhiên thì ở đây chúng ta à, có cái à, chỉ tăng lên như vậy thôi ok đó là cái mà chúng ta chú ý trong cái lợi nhuận các bạn trong bất cả lợi nhuận thì chúng ta chuyển qua cái hoạt động về ai quên xin lỗi các cái bảng cân đối về kế toán bảng cân đối kế toán thì chúng ta có là tổng tài sản của cái công ty này nó nằm ở 6.000 tỷ các bạn ha hơn 6.000 tỷ à, và chúng ta có cái, cái tài sản lưu động là à, hết 9.000 ê 5.800 rồi 5.800 rồi cho nên chúng ta thấy rằng là à, ở đây là phần lớn là nó tập trung cái tài sản của nó tập trung vào cái à, cái tài sản lưu động Đấy không? và cái tài sản lưu động này à, nó tập trung vô cái à, hàng tồn kho ông à, hàng tồn kho các bạn. Nếu các bạn thấy doanh thu nó tăng lên nhưng mà hàng tồn kho nó cũng đang tăng lên nữa các bạn. Trong vừa rồi nó tăng lên gấp đôi nhưng mà các bạn thấy hàng tồn kho vẫn tăng lên gấp gấp như vậy thì chúng ta thấy coi cái cái tài sản mà à, chúng ta tài sản về à, chúng ta về cái hoạt động về rồi các khoản về đầu Tư các bạn. hàng tồn kho à, chúng ta đi từ từ đi ha ok giờ tìm mà. đi từ từ các hạng mục chúng ta sẽ nhìn ra thấy và chúng ta thấy phần lớn là hàng tồn kho thôi thì cái, cái chuyện mà thí dụ cả khoản về thu ngắn hạn thì nó chiếm một phần lớn ở trong cái tài sản ngắn hạn nữa thì cái cái đó nó nói lên cái vấn đề kinh doanh thôi các bạn kinh doanh thôi một ngàn thế giờ đây ở đây là một ngàn ở đây là hết 4.000 rồi các bạn 4 rồi còn các loại đưa uh, tiền và các loại đưa tiền thôi, Đó các bạn à, như vậy 5 600 rồi các bạn lăn nhăn chỗ này nữa thì không đáng nói thì như vậy chúng ta thấy là công ty này đang có một cái hoạt động về uh, cái bán hàng và sản phẩm nó đang có sẵn à, khá là lớn Đó, các bạn khá là lớn thì cái quyết định là cái phải à, đi được cái hàng tồn kho này thì à, chắc chắn à, à, nam long nó sẽ à, đột biến được cái doanh thu cũng như lợi nhuận, các bạn. À, về tài sản cố định à, thì chúng ta có à, có ba tỷ thôi, à. thì à, tài sản cố định rất là thấp mà. À, tài sản xây dựng dở dang, các bạn tài sản xây dựng dở dang thì không có, không có tài sản xây dựng dở dang nào. Như vậy thì chúng ta thấy phần lớn nó nằm ở cái hàng tồn kho hết rồi, các bạn. Không có nằm trong cái giai đoạn đầu tư nữa, thì Nam Long nó đang, nó đang có một cái thuận lợi rất là tốt. không có đầu tư tài chính, các bạn không có đầu tư tài chính, à, không có đầu tư vào công ty con, công ty chuyên doanh liên kết, à, bao nhiêu hết, nó chỉ có 24 tỷ thôi. À, trước đó thì các bạn thấy, à, có lúc mà 160 mấy tỷ đó nhưng đã hình như là đã không còn đầu tư mạnh vào những công ty con công ty danh kết nữa à, tổng tài sản khác thì à, 116 tỷ à, cũng cũng không 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 có lớn lắm so với à, những cái khoản mục khác hả bạn như vậy thì chúng ta coi cơ cấu nợ thì cơ cấu nợ đây chúng ta thấy nợ ngắn hạn thì à, nó nằm mà nó nó hơn một, nó gần một nửa so với cái tổng tài sản các bạn nợ ngắn hạn các bạn Nợ phải trả đó thì cái nợ vay đó thì nó bằng cỡ 1/3 thôi. Nợ vay nó cỡ bằng gần bằng 1/3 à vay ngắn hạn. Ơ xin lỗi. À xin lỗi nợ ngắn hạn xin lỗi nha các bạn. Nợ ngắn hạn thì nó chỉ là chiếm 1/3 thôi. Đó các bạn. Chiếm 1/3. À trong cái nợ ngắn hạn đó thì vay á nó chỉ chiếm rất thấp. À, rất thấp. Nó chỉ uh, chiếm 1/6 thôi. Đó các bạn. Chịm tới 1/6 à, à, thôi thì à, cái nợ vay ngắn hạn thì rất là thấp à, rất là thấp các bạn thì chủ yếu là chúng ta thấy là nó 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 nằm ở cái à, những cái mục như người người mua trả tiền trước à, nghĩa là người à, người mua hàng của nó đã trả tiền trước cho mình à, tới, rất là lớn rất là lớn tới 651 tỷ à, trong cái đó thì à, phải à, phải trả cho người bán ngắn hạn thì 200 tỷ nữa là 800 tỷ còn à, chi phí phải trả ngắn hạn thì là à, 607 à, tỷ à. là con số cũng khá lớn ha à. đây nợ dài hạn thì nó chỉ có à, 882 tỷ thôi thì cái nợ ngày hạn này chủ yếu là à, chúng ta không có vay à, nợ thì nó không có nhiều nữa Đó, thằng này là chuyên đặc biệt không có đi vay các bạn thấy không vay và thuê tài chính dài hạn nó cũng không nhiều các bạn thấy không về à, chi phí lãi vay của nó chi phí của lãi vay của nó là 20 tỷ thôi nào 20 tỷ 20 tỷ thôi không? 10 tỷ 20 tỷ như vậy thì chúng ta thấy thằng này vay không nhiều à vay không nhiều không? chính ra ông này chỉ vay được đi vay có khoảng cỡ 700 tỷ đi vay có 700 tỷ thôi Đó các bạn trong cái tổng cái số nợ à, chúng ta tổng cái số nợ lên đến là à, 3.000 tỷ 700, 700 tỷ thì chúng ta thấy đi uh, uh, vay trên cái tổng số nợ là 3.000 tỷ như vậy thì đây là một cái tỷ lệ khá là tốt trong khi chúng ta thấy là cái ngành nghề kinh doanh của nó là cái ngành nghề kinh doanh bất động sản, đầu tư bất động sản cho nên cái chuyện mà đi vay vay nợ thì là một cái chuyện đương nhiên nhưng mà ở công ty này thì vay uh, nợ không nhiều vay đi vay á À, ở đây chỉ có nợ nhau thôi thì chủ yếu là nợ nhau à, ở đây thì có trái phiếu chuyển đổi à, ở đây có trái phiếu nữa các bạn trái phiếu chuyển đổi thì có cái mục là 463 tỷ nè. À, trái phiếu nữa các bạn thì chúng ta thấy à, nợ ở đây thì như năm năm 2016 này nó đã nó đã phát hành trái phiếu à, nó phát hành trái phiếu uh, 463 tỷ để mà bổ sung vô như vậy thì cái nguồn nợ ngắn hạn, à, nợ dài hạn này à, được tăng lên trong à, nhiều trong năm à, 2016 là phần lớn á, là do à, trái phiếu chuyển đổi, bạn, trái phiếu chuyển đổi bán trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư, nhà cổ đông chiến lược thì à, nó huy động vốn được cái phần này để mà tài trợ cho cái cái nợ à. chính vì vậy thì năm vừa rồi chúng ta thấy à, về cái lãi suất, bạn ha đột biến, bạn thấy từ 10 tỷ lên 20 tỷ, thì cái lãi suất này là cái lãi suất à, để trả cho cái à, à, cái à, tăng lên là để trả cho cái trái phiếu chuyển đổi này, đó, các bạn. Như vậy thì chúng ta cũng thấy à, ở đây à, người ta đã dùng cái thực à, nợ dài hạn qua cái trái phiếu chuyển đổi đó ha, các bạn. Rồi nguồn vốn chủ sở hữu à, được tăng lên, các bạn ha, à, tăng lên. À, thì ở đây tăng lên ở mức là khoảng cỡ là 700 tỷ Thì cái tăng nguồn vốn này Không nhiều à, Có lẽ là cái chỗ này à, Tôi nghĩ cái chỗ này à, Là cái chỗ mà có thể là à, Cái tăng lên Năm 2015 đến 2016 Có tăng lên một chút đỉnh chỗ này các bạn Thì có lẽ là à, Cổ tức bằng cổ phiếu à, Cổ tức bằng cổ phiếu à, Còn ở đây tăng lên cũng, cũng, cũng có thể là như vậy Bởi vì chúng ta thấy À, à, có phát hành mà có phát hành ở à, chỗ này có thặng dư ở à, à, bạn nó có phát hành chút xíu mới à, tỷ lệ rất thấp mới tỷ lệ rất thấp các bạn à, tăng thì không bao nhiêu các bạn có mấy có mấy chục tỷ gần trăm tỷ thôi à, không 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 có đáng bao nhiêu thì chỗ này cũng cũng không có bán bao nhiêu hết thấy không? thì có khả năng ở chỗ này là cái cổ cổ tức à, bằng cổ phiếu bằng cổ phiếu thì à, à, cổ phiếu quỹ thì có mua các bạn năm vừa rồi có mua sáu mươi tỷ à, thì, à, à, lợi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thì trong những cái năm trong những cái năm à, trước đó thì nó nó không không có à, lời nhiều không có ba bốn năm như các bạn thấy ba bốn năm không lời nhiều cho nên cái sự tích lũy của nó không cao các không bạn không cao thì cho nên cái phần đó nó chỉ còn có à, khoảng có năm trăm bảy mươi sáu tỷ thôi À, thì cái cái lợi ích của mấy cái công ty à, Lợi nhuận từ công ty uh, liên doanh liên kết Đi con liên kết thì nó đạt ở con số khá là lớn Đó là 663 tỷ nha bạn ha Như vậy thì chúng ta thấy Về nguồn vốn thì thằng này có của để lại Thì uh, trong cái tổng nguồn vốn á Thì cái tổng nguồn vốn á Thì bạn có là 3.100 tỷ Thì cái cái, cái chủ, vốn chủ số góp á Thì uh, bạn đang có là uh, 1.400 tỷ Tức là chưa được một nửa thì cái còn lại một nửa thì nó nằm à, ở những cái lợi nhuận à, chưa phân phối cũng như là cái là thặng dư vốn và một số khoản mục khác như là, là à, lợi nhuận từ cái công ty liên danh kết. Như vậy thì thằng này nó có cụ để dành, thứ nhất là có cụ để dành, thứ hai là không có sử dụng nợ nhiều, thứ ba là... À, à, được huy động huy động vốn được từ trái phiếu chuyển đổi để mà tài trợ cho cái nợ dài hạn đó thì đó là một cách làm mà cũng cũng như là cái sự uy tín của cái công ty này các bạn. Thì chúng ta bây giờ xem xét coi à, cái à, cái khả năng trong năm nay à, nó sẽ có thu nhập như thế nào các bạn. Thì à, ở đây chúng ta có là à, à 50 tỷ trong 3 trong trong ba quý rồi 50 tỷ là 330 rồi các bạn ha. cỡ cỡ à, à, 340 rồi, 300, 3, gần 340, cho 330 đi. 330. 330. Thì à, à nó gần tương đương với cái lợi nhuận năm 2016 rồi. Thì à, thì đó là một cái mà chúng ta à, phải xem xét không? À, rất là tốt các bạn ha là tốt nếu nếu mà cái này mà nó à, à, cái quý này mà nó tăng à, nó mà có một cỡ 100 tỷ hoặc là hơn 100 tỷ nữa thường thì quý 4 nữa, nó, nó cao lắm bạn thường những cái công ty này là công ty quý 4 nó rất là cao à, quý hai vừa rồi nó cao các bạn mà thường nếu mà công ty bất động sản thì thường quý 4 nó cao lắm thì à, nó cỡ tầm 200 tỷ nữa thì coi như là chúng ta vượt xa cái cái cái, cái lợi nhuận năm ngoái các bạn thì chúng ta xem coi có có phát hành thêm không các bạn có phát hành thêm thì nó có phát hành thêm các bạn à, phát hành thêm ở đây 100 à, nó có phát hành thêm vốn nha các bạn xe à, đó khoảng 100 à, 150 150 tỷ à, như vậy và cái cái xe của nó là đã phát hành thêm 150 tỷ như vậy thì chúng ta thấy về khả năng à, 150 tỷ thì cỡ khoảng 10 phần trăm thôi các bạn Cỡ 10% phần thôi chúng ta cũng không có à, à, sợ lắm các bạn thì à, chúng ta sẽ à, cỡ 200 tỷ nữa thì chúng ta cũng có tầm khoảng cỡ là nếu mà đây thì 200 tỷ nữa vậy thì tầm 550 tỷ bạn 550 tỷ ha Ok Còn nếu mà à, nếu mà bình thường thì nó cỡ 400 đi 400 tỷ ha. Thì nó sẽ cái tầm giá đối với đối với Nam Long ha các bạn. Thì cái tầm giá khả năng trong năm nay à nó nằm ở cái giai đoạn à 25 cho tới 35.000, từ 25 cho tới 35.000 nha các bạn. À từ 25 đến 35.000 thì cái 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 giá này à, có thể các bạn à, à, trừ đi 10% nữa. Bởi vì chúng ta có cái sự tăng lên à, có cái sự tăng lên của xe các bạn, nghĩa là à ABS á phải không? xe này nè, nó có sự tăng lên. Cho nên cái xe này nó nó sẽ thấp hơn à uh, cỡ 10% cho nên chính vì vậy thì cái số này có thể là nằm ở cái tầm à uh, 20 uh, 23.000, 23.000 cho tới uh, 32.000 các bạn. À uh, 32.000, từ 23 cho tới 32.000 thì là cái khoảng dao động À, trong cái năm tới à, bởi vì nó nằm ở như vậy nha các bạn ha như vậy thì à, như vậy thì đây là cái nhìn à, một cách à, khách quan nhất à, về cái à, năm long à, cũng như chỉ ra những cái điểm mạnh điểm yếu trong cái chuyện mà cơ cấu vốn rồi à, cơ cấu về cổ đông rồi à, cơ cấu về tài sản à, thì nó đã đem lại cho cái à, cái chuyện à, thuận lợi cho cái việc kinh doanh cũng như là cái à, thuận lợi trong việc quản lý à, về cái công ty này thì à, cái, cái quyết định đầu tư là cũng phải do cho các bạn à, quyết định à, đây là tôi chỉ ra những cái à, cái hay cũng như cái dở trong cái à, chuyện của công ty cũng như nó nó giống như chúng ta đang khám sức khỏe à, bản thân À, còn lúc nào bạn vui lúc nào bạn buồn thì lúc đó lại khác nữa bạn à, buồn vui thì lúc đó nó phụ thuộc vào môi trường ngữ cảnh này, nó giống như giá chứng khoán thì lúc nào lên lúc nào xuống thì nó phải phụ thuộc vào cái sức mua bán à, của một cái thị trường ngoài chợ chứng khoán các bạn còn cái công ty khỏe hay mạnh nó không có liên quan gì mấy so với cái giá cổ phiếu các bạn à, phải tách bạch ra thì à, đây là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái nhìn về cái doanh nghiệp này À, nếu các bạn thấy cảm thấy hay à, video này hay thì à, xin các bạn một like còn nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn có thể à, giúp đỡ cái kênh bằng cách chia sẻ cho à, cộng đồng à, những người quan tâm về nam long người ta xem à, và nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể để à, comment phía dưới và đặc biệt các bạn phải subscribe cái kênh này và nhấn nút chuông để có để khi mà chúng tôi có làm một video nào đăng lên thì nó lên thông báo cho các bạn để các bạn có à, có có thời gian các bạn có thể đọc cái, cái xem cái video này các bạn à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ chút thời gian xem cái video và một lần nữa à, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video sau